Không, rất là to luôn cái yếm này nè, nó bám xuống cái rạng san hô rất là ghê gớm luôn. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm một clip về rạng san hô biển của mình anh em ơi. Biển của mình ở đây thì san hô khá là đẹp luôn. Cách đây chắc 5 năm trước thì san hô ở đây rạng là nó phát triển theo chùm theo khối rất là đẹp anh em ơi. Nghĩa là một cái phạm vi nó rất là đẹp luôn. Nhưng mà hiện tại là bây giờ nó cách đây 2-3 năm trước là thì bị tàn phá nặng nề rồi. Tại vì người dân ở đây người ta khai thác nè, người ta đem gì người ta làm cảnh cho cá nó sống cái nước ngọt á, nên người ta đục đẽo nó làm mất đi cái vẻ đẹp tự nhiên của san hô. Nhưng mà chính quyền ở đây thì người ta cũng đã ấy rồi anh em ơi, đã ngăn chặn cái vấn đề rồi nên bây giờ san hô đang phát triển lại rất là đẹp luôn. Giờ mình sẽ xuống nước, mình quay cho mấy anh em xem cảnh san hô đẹp như thế nào nha. Ok, mời mọi người theo mình nha. Ok. Thank you.
Anh em thấy chưa? Nước rất là trong luôn, san hô rất là đẹp luôn. Đi theo hướng này cho anh em xem nha. Nó bám rất là chắc luôn nè anh em ơi. Con này quê mình gọi là con nha nè anh em ơi. Hình như là nó là con nha hay là con ghẹn để ý cái vậy nè. Anh em thấy không? Rất là to luôn cái yếm đó nè. Nó bám xuống cái rạng san hô rất là ghê gớm luôn. Anh em thấy chưa? À, mình đã ném được đầu được nó nè. Giờ mình sẽ thả nó anh em ơi. Không có bắt nó làm gì đâu. Bắt mình quay cho anh em xem thôi. Ở quê mình gọi là con nha, nó có màu đen á, mà sao con này nó có sẫm màu nè. Thả nó nha anh em, thả cho nó bơi nè.
Thank you.